Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hôm nay có một sự góp mặt rất là đặc biệt, đó là của Yên Minh, đầu bếp đại tài đó. Trong những ngày qua thì chúng ta ở nhà chống dịch có vẻ là hơi nhàm chán rồi đúng không? Hôm nay mình và Yên Minh quyết định sẽ làm cái loại bánh mì nướng muối ớt. Đúng rồi, mình và em mình sẽ làm bánh mì nướng muối ớt, nhưng mà đặc biệt là chị em mình sẽ làm 5 mẫu bánh mì nướng muối ớt với 5 loại gia vị khác nhau. À không, không phải là 5 loại gia vị mà là 5 loại topping khác nhau. Các bạn cũng đón chờ nhé. Bước đầu tiên mà cho dù các bạn có làm bất kỳ một loại bánh nào đi chăng nữa, đó là đây là cồn dân nhà tự chế nhé, rất an toàn và rẻ tiền. Các bạn có thể mua những cái bông á, không phải là cái bông này, là những cái chai xịt đó để mình có thể xịt cho tiện, nhưng mà thôi nhà đi cho nó nhiều mà nó đảm bảo đó. Vì đây là cồn nên là các bạn chỉ cần bỏ tay đồng hồ nó sẽ tự bay. Mày bánh mì nướng với ớt á, và không phải cam chiêu gì hết, mà cái này là kiểu như là làm cho mình ăn thôi, mà mình hay ăn. Sau giờ mình bày mấy bạn dạy chắc nó cũng quen thuộc rồi, mấy gia vị bình thường. Cái này là tiêu. Tiêu đó, tiêu này là tiêu ở đất Nam. Tiêu ở đất Nam nhà mình tự xay nè. Video nào mình nói? Cái này là đường hạt nêm. Mình có bắt buộc dùng đường trắng không? Hay đường nâu cũng được. Đương nhiên là đường. Cái này là ớt sa tế. Không có sa tế mấy bạn bỏ ớt bột được. Cái này có thể dùng ớt bột hoặc sa tế, nhưng mà mình có sa tế. Nước mắm. Mắm, thay nước mắm mình xì dầu được không? Không. À không, ăn khó chịu. Đúng rồi, ăn dầu bình thường đó là mình nướng không, mình chấm thôi, mà nay chị mình nó bày ra thêm, nè. Có xúc xích, lạp xưởng, chả, phô mai, trứng, trái trứng. Mùa nó làm sao mình không biết. Đó, ở đây chúng ta có xúc xích nè, lạp xưởng, đó, thấy lạp xưởng nè, chả lụa, phô mai và trứng. Cái này sẽ là 5 loại topping cho 5 ổ bánh của chúng ta nha. Mà đi chú. Mình có chày thì mình sẽ cấy, không sao là mình sẽ đè bánh mì như vậy. Đè bánh mì như vậy là nó nướng nó nhanh chín hơn, với lại nó nứt ra, nó thấm á. Ăn được dễ chịu hơn, ăn nó ngon hơn. Còn mình đó thì mình hay chuẩn bị xôi thịt, nên là mình thích chẻ đôi cái này này. Sau là mình sẽ rưới nhân nó lên để cho nó xôi thịt, thật là xôi thịt. Nên mình bỏ tiêu. Thả một nước mắm. Nước mắm. Nửa muỗng hạt nêm. Cái này mình gia giảm theo khẩu vị từng người được không? Rồi. Làm xong cái này nó không có gì độc hết á mấy bạn, xong mấy bạn nếm cái làm được. Miễn sao cái vậy mình cần nó đó là nó mặn mình làm đại mình không dám nếm, mà lúc nó khó ăn lắm. Mà mặn ngon ngọt cái cay là được gì? Mình quên giới thiệu với các bạn đó là chúng ta cần thêm hành lá nè, xanh rì và hành ngòi trang trí nha. Ngoài ra mình có thể sử dụng ớt xanh hoặc là ớt đỏ, nói chung là hành phi topping nó thì tùy theo sở thích của các bạn. Và những cái đồ mà đó, ăn kèm rau ăn kèm như này cũng là tùy sở thích, nhưng mà cơ bản thì mọi người sẽ ăn hành lá với hành ngòi nhé. Lúc nãy em mình quên chỉ cho các bạn một cái phần gia vị quan trọng nữa, đó là dầu ăn nha. Các bạn có thể thay dầu ăn bằng bơ thực vật, dầu ô liu hay bất kỳ một cái loại dầu nào đó mà các bạn thích. Rồi em mình sẽ tiếp tục pha sốt. Trong thời gian đó thì mình sẽ tiến hành băm nhỏ cái hành này ra. Mình sẽ xắt cái hành này theo kiểu xắt nhỏ, nó gọi là xắt gì đó? Hạt lựu, hoặc là mình xắt nhuyễn nó ra, nó cũng là tùy theo cái khẩu vị ăn của các bạn á. Cái này nó đơn giản thôi, mình ăn như thế nào thì mình sẽ tự gia giảm cho vừa với cái khẩu vị của mình là được. Đó, mình sẽ bắt đầu xắt cái hành này ra. Sau đó thì em mình sẽ gia giảm như vậy, làm đủ như vậy cho 5 ổ luôn nè. 5 ổ luôn hả? Từ ngày cái ly tàn quốc được ban hành rồi thì mình ở nhà xong bắt đầu đọc sách nhiều hơn, xem TV nhiều hơn, chơi điện thoại nhiều hơn, đúng rồi, ăn nhiều hơn, đứa nào cũng chẳng ăn mà ổ hơn. Nhưng mà tụi mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn món ăn này, tại vì nó đơn giản, nó ngon và nó có thể những bữa mà mình cảm thấy cháy thì nhà ăn cơm rồi mình có thể ăn như này. Chả lụa thì mình cũng sẽ xắt hạt lựu ra, hoặc là các bạn xắt chỉ như vậy nè. Như vậy thì cái lúc mình bỏ lên nó sẽ ngon hơn, mà cảm giác nó cũng xôi thịt hơn nữa. Trong những ngày này mọi người nhớ hạn chế đi ra đường nha, hạn chế ra đường như thật sự cần thiết thôi. Ở nhà thì chúng ta có thể tập thể dục nè, đọc sách, xem phim, hoặc là tập đúng rồi, mình có thể tập thể dục ở nhà luôn á, chứ không phải là tập ra đường. Đưa cái số ra cho các bạn coi. Cái màu giống đó là tùy theo cách mà các bạn pha chế nha. Mày nếm thử cái thì nó không có gì đâu, bỏ lá vô rồi nướng nó có bị cháy cái hành, rồi nó có dầu. Đúng rồi, có hành á thì nó sẽ thơm hơn, và nó có một phần nào đó nó cảm giác giống như là kiểu bánh tráng nướng Đà Lạt. Này nó dày hơn, nó bự mì, cái gia vị nó không bình thường giống bánh tráng nướng. Mà bánh tráng nướng thì các bạn sẽ không có nêm đậm gì đâu, với lại ngoài mọi người không có nêm chất lượng gì đâu. Ví dụ như một cái xúc xích như vậy mình là một ổ đúng không, một cái xúc xích như vậy ngoài tiệm được 3 ổ. Ở đây mình có lạp xưởng này nè, lạp xưởng thì chúng ta sẽ thái làm tư ra, bỏ cái đường nó đi, mình sẽ thái nhỏ ra đi, tại vì đặc trưng của lạp xưởng là nó khó chín nên là mình cắt càng nhỏ càng tốt. Cái này lúc người ta chế biến là đã chín rồi.
rồi, nhưng mà vì những cái này là đồ có sẵn nên là mình nghĩ mình cần phải nấu lại kỹ hơn á. Nhìn giống giống như là cái hành để lên cái. Đúng rồi, nhìn giống kêu quá. Cái đó mà có tí tôm khô nữa là giống y cưng. Rồi, tôm nói đi. Này là mình dùng cái lò này nè. Lò vi sóng. Nó là nướng thì nó rút thời gian đi ghê á. Ví dụ như mà nướng mình nó nhanh hơn, nướng, tiện hơn. Nướng bằng bếp than á là dầu nó nhỏ xuống than á, rồi bắt đầu khó là nó bốc lên nó khó chịu lắm, nó dùng ngay ngút luôn. Mà được cái nướng bằng than thì nó giống với mì nướng hơn, tại vì nướng mà nướng bằng than nó cháy rồi ăn nó có vị đặc trưng hơn. Còn cái này mình lười nên mình chỉ bỏ vô lò mình quay cái là nó chín. Nhưng mà nếu như quay các bạn một hai phút thôi là nó chín rồi. Nhưng mà nếu không có lò vi sóng được, không có bếp than thì mình bỏ lên chảo rồi bỏ bếp ga được không? Bỏ xíu xíu dầu lên giống như kiểu chiên, nó mà chiên cái dầu là nó còn giống như quay trong cái lò này. Vậy là giống như chiên áp chảo. Đúng rồi. Này các bạn xem đi, nè nguyên liệu đang sơ chế xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành phép nguyên liệu lên 5 ổ là 5 loại khác nhau nha. Giờ nè, lấy cái muỗng là mấy bạn có lấy cái bàn chải bỏ là cái đồ mà mình hay quét sơn mà sạch đó, các bạn quét lên nó đều không? Ừ, đúng rồi, chị thấy người tiệm này nó hay cái cỏ, quét không mấy gì chuyên nghiệp đó. Nó chuyên bán thì nó khác, mình lấy muỗng mình chét cả đều nha, không có phần lạc, phần mặn có chịu đó. Với lại ít thôi nha bạn, tại vì cái gia vị nó cũng vừa á, mình nhiều một hồi nó mặn khó ăn lắm. Đây, chét vậy thôi, 11 mặt thôi nha. Mấy bạn nào thích hai mặt thì hai mặt mình một mặt thôi. Tại nướng nó dễ, nó không bị dính. Hai mặt thì nướng phải lật đúng không? Ừ, đúng rồi. Xong rồi nè. Xong rồi mình sẽ bỏ phô mai trước đi. Thôi, bỏ chả lên. Okay. Đây mình đầu tiên mình sẽ bỏ chả lên. Rồi các bạn thấy nó sôi thịt chưa? Thấy sôi thịt chưa? Rồi, bỏ cho tí hành nữa đi. Okay. Mấy bạn nướng xong lúc mấy bạn lấy ra mấy bạn cẩn thận nha, tại cái này nó không có dính đâu, nó sẽ rớt ra. Ừ. Cái này mình để qua bên. Rồi tới ổ sôi thịt của chị đây. Cái này nó chắc rồi dễ. Cái này thì tốn hơn nha. Vì nó bự hơn cái mình gắt. Nhưng mà các bạn có thấy nó sôi thịt không? Đảm bảo là nó sẽ thấm vị luôn á. Nếu mà cái này mà nướng chung với lại cái ổ mà mình kịp á thì có cái thì nó khô hơn, có cái nó mềm hơn á. Tại cái này nó mỏng dính à. Giờ mình chiên thành hai đợt nướng đi. Đây. Gắp phô mai đi. Topping các bạn có thể hoàn toàn, ví dụ như nhà mình có sẵn cái gì khô gà, khô bò này được không tốt? Được, cái gì bỏ được. Chả lụa, chả diệp được, thích ăn gì bỏ cái đó các bạn ơi. Mình sẽ cái này mấy bạn để mỗi nơi khúc nè, ngồi mấy bạn quay nó tự tan ra, mấy bạn không bị chết đâu. Mình không tán ra hả? Thôi được rồi, hồi nó tự chảy ra đều à. Để cái khúc này hơi chiếu nè. Rồi xong mỗi thứ hai, cái thứ ba. Chịu mình nè, đừng lại là mình chết tiếp. Ủa mình lấy cái mặt đó hả? Mình lấy mặt kia không? Mặt nào được, mà cái này mình lộn cái mặt bên kia nè. Cái độ phồng của nó cong lên á, mình chét không có bị rớt. Cái nướng nó ngấm hơn nữa, tại nó bên đó nó bể nhiều quá, nó ngấm vô cũng mềm hơn. Đúng rồi, còn cái này nó phẳng quá. Cái đó là con mèo này mình đang ăn nha các bạn. Con chó gọi là con mèo. Giờ mình bỏ xúc xích đi. Xúc xích đi. Xúc xích, xúc xích. I like it. Xúc xích, xúc xích. Ê, các bạn có thấy sự sôi thịt của nó không? Em mình làm cái món này là số 1 luôn á. Đúng rồi. Số chắc luôn. Đó, thêm một lớp lên trên nữa nha. Siêu nó tăng cái độ dính hơn. Rồi ở tiếp theo. Đó các bạn nói cho ở tiếp theo tụi mình đã lột có cái mặt bể nhiều hơn nè. Cái mì giòn đục mới đục. Nhưng mà bánh mì giòn nó mới các bạn, cái này mình mua tại lò luôn á. Rồi tiếp theo là lạp xưởng. Các bạn nhớ lạp xưởng không? Lạp xưởng giống như là xôi mặn đúng không? Ừ. Lạp xưởng là chắc, chắc còn không có xa lạ gì lắm mà. Đúng rồi. Nhỏ lớn mình ăn thì mình có hàng. Nhưng mà lạp xưởng các bạn sẽ, nếu như mà mình chiên nhấp chảo thì mình có thể điều chỉnh được. Nhưng mà nếu như mà mình dùng lò nướng thì mình sẽ chỉnh nhiệt độ nhỏ. Mấy bạn lười á. Mấy bạn lấy cái đũa mấy bạn cắm cho mấy bạn bỏ lên bếp mấy bạn lơ hơ cái là được. Rồi ớt cuối cùng. Cho trứng mình chiếc này là bị lủng á, rồi bỏ đi luôn. Rồi chưa được, đập trứng vô luôn. Ê mình còn mấy cái topping hồi nãy nè, mình cho vô luôn. Ổ này sẽ rất là đặc biệt. Siêu siêu sôi thịt. Hết luôn, hết luôn. Rồi. Mình sẽ chiếc đều vô. Các bạn có thấy không? Rằng anh rất là sôi thịt. Rồi ăn một ổ này là bằng một bữa cơm luôn á. Không, nướng là một tiêu rồi, nó luôn ăn chơi nó cũng no lắm. Bạn thích hợp mấy bạn mà rảnh rỗi rồi xem phim rồi cắt ra đúng bài. Dịch này thì dạy thôi đi đâu cho xa. Bánh mì Việt Nam is the best các bạn. Đây là bánh của mình trước khi tụi mình đem đi nướng. Đó các bạn thấy không? Chưa gì nhìn đã thấy rất là sôi thịt. Bây giờ mình sẽ tiến hành đưa mẹ bánh đầu tiên vô lò. Rồi. Mình để cho mặt độ cao xíu nha. Cháy thì nó có cháy không? Không, tại cái này nó nhanh chín lắm. Ok. Rồi.
các bạn thấy không, cái bánh của mình đây được quay. Cái này mà mình nghĩ mà tầm cái lò mà mình nhiệt độ cao hết sức luôn là tầm 1 phút á là nó chín rồi. Nhưng mà chị sợ nó cháy á. Không cháy được. Nó càng nóng thì nó càng khô lại thôi. Chờ khi mà nó khô quá nó mới cháy, mà nếu còn lò mình để cháy thì gọi là tệ lắm luôn á. Vậy là đã 1 phút kể từ khi mẹ bánh đầu tiên vô lò, chúng ta coi thử nè. Trời ơi, nóng. Đó, các bạn xem đi, chín mày đi. Để ra ngoài này cho nó sẽ sữa nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, ngon quá à. 1 phút nữa đã qua. Nè, chúng ta coi mẹ thứ hai. Đó, đây. Rất là thơm luôn á. Nè. Nếu như mà các bạn muốn thì mình có thể phi trước cái hành lá này cho nó vàng, nhưng mà mình thì mình thích ăn kiểu mà hành lá nó chỉ còn chín thôi, nó xanh như vậy á. Mình vừa mới xuống mình chơm lên con cá của mẹ mình. Chung mà ăn mà không có miếng nước có ga nên nó sao sao nó thiếu thiếu, không có đúng bài. Sao thiếu thiếu? Do cũng mập rồi, uống hai người. Hai người một lên. Ăn cái này mà nước có ga như là bảy ấp hay coca đúng bài, không có thiếu lắm. Hỏi sao không mà? Vô đã. Vô. Rồi các bạn, chiếc bánh cuối cùng cũng đã xong. Nào. Ôi trời. Chúng ta chào đón thành viên cuối cùng. Em mình nó xạo á. Nè Phương Mai mà cười nó có chạy ra hết đó. Chạy mình. Chạy ra xíu nè. Ừ, chạy có xíu à. Mời mọi người. Nè. Một cái kiểu mà cắt ra. Các bạn có thấy là nó giống như là ăn bánh chiên nướng Đà Lạt không? Cắt. Nếu là mấy bạn một hai người mấy bạn cầm cái của mấy bạn. Tá đúng rồi các bạn ạ. Bữa nay mình quay video phải lịch sự. Phải lịch sự. Thật ra nếu như mà cái nhân này mà các bạn muốn nó có độ kết dính hơn á thì mình bạn trứng đúng không? Không, mấy bạn ép giống mình á, mà mấy bạn cắt thì mấy bạn đút cái nhân vô ở giữa. À ok, chứ không phải là lưới lên như ở giữa. Được, như vậy. Lưới thì sao nó không rớt. Đúng rồi, tại vì cái nhân này nó bị rớt này các bạn. Rớt mà mình lượng ăn bình thường nó đâu rớt mà ngon. À mấy cái đồ đó thường thường là những cái topping mà rớt rồi lượng ăn nó mới ngon á. Cái nào ngon chờ cái phần mà. Chờ phần mà ít á. Phần mà ít á nữa. Bây giờ mình sẽ cắt cái ổ số thịt của mình. Cắt làm đôi thôi. Các bạn nhìn cái này với cái này nó nhìn thấy bên mình ngon hơn hẳn rồi đúng không? Bên mình nó dày, nhìn miếng nó ra cái hình con này nó sao á. Thì nè. Phải tùy xem là các bạn muốn ăn xôi thịt hay không chứ. Như của mình á thì nhìn nó đều này, với lại nó mỏng thì chắc chắn là cắn nó sẽ được nhiều hơn. Này mình cho các bạn xem sự khác nhau giữa hai cái dĩa. Đây là dĩa xôi thịt. Thấy chứ. Còn đây là dĩa hết xôi thịt. Đó. Bây giờ mình sẽ đi mời mẹ mình lên ăn thử nha. Mẹ ơi. Ủa mẹ đâu rồi? Mẹ làm gì á? Mới tắm xong nè. Rồi mới tắm xong rồi đi ăn. Đại gia đình ba người của mình đây đang tụ ra đây. Hay mình tỉnh. Vô đây nữa. Thì nhớ chào các bạn nha, mình vừa mới tắm xong cái con mình nó làm cái món gì đây mình cũng chưa biết được, bây giờ để nó nói quyết định. Thử đây cái nào được. Đây ngon. Thử cái phô mai này đi. Cái này muối ớt nướng phô mai đúng không? Ờ đúng rồi. Anh thử cái con mình nó làm muối ớt nướng phô mai. Nhìn cái màu này hấp dẫn này mà anh biết. Mình phô mai đâu? Đó, đây là phô mai, mình cũng ăn thử một miếng phô mai. Nên mình ăn thử cẩm nha, không có phô mai. Ngon lắm mấy bạn. Nó thơm á. Nó thơm rồi nó ngọt rồi, phô mai nè. Hành lá nè. Em mình làm nước cẩm là số 1 luôn á các bạn. Cái muối cá vị nè. Em mình làm thấy ngon hơn là mình làm như trò chơi á. Mặt này thì mấy cái món này nó làm công nghiệp ngon. Nói chung là ăn nó vừa miệng. Phô mai béo. Nhưng mà các bạn đừng có tin nó cho phô mai chảy được nó không có chảy đâu. Đừng tin nó. Cái này mấy bạn để em ở khúc này. Hồi mấy bạn quay nó tự tay ra. Mấy bạn không bị chết rồi. Mình không thấy nữa hả? Thôi được rồi, hồi nó tự chảy ra đều à. Thử một miếng thập cẩm đi. Có xúc xích nè, có chả và lạp xưởng, có trứng nữa. Các bạn nhớ cái bánh thập cẩm cuối cùng không? Đây, cho mẹ mình thử cái thứ tác nhất. Để mẹ mà mấy chị mình review hoặc mình làm, mình ăn thấy ngon thôi chứ. Không lẽ mình làm mình chơi dở. Ngon mà. Cái thập cẩm này thơm lắm rồi. Có đầy đủ luôn á. Trứng nè, phô mai nè, lạp xưởng nè, hành lá.
cả. Ví dụ mà nó lâu mình ngán cơm rồi đó, mình đổ ra ăn này luôn. Đúng là bạn ăn 2 miếng á, uống lên nước rất là no cả chiều. Mình nó nở bánh mì nở ghê lắm. Mình để mình làm mấy hồi buổi sáng tối tối mình ăn cũng được, không có hơi đâu. Mình với con mình nó sáng tạo ra như vậy ăn nó vừa rẻ vừa ngon mà vừa vừa chất lượng. Nếu mà theo tính này chắc có 10 với mì là 20. Mấy như vậy lên tính tầm 30 ngàn thôi. Quan trọng là cái lò nướng với lại cái gia vị thôi, chứ chừng này hết là mình tầm dưới 50. Còn nhiều mà không nhớ. Ngon hay không là do các cái bạn làm nước gia vị đó. Mấy bạn nên như vậy, mấy bạn nên qua lên mạng được mà. Mình có thể giảm giảm mấy nhưng mà mình không thích ăn quá ngọt, mình sẽ để đường lại. Mình thấy ngọt mình bỏ nhiều đường lắm. Đúng rồi, như nhà mình thích ăn đậm đà một chút, phải gì cũng bỏ mình nhiều đường. Thực ra là nó nên có ớt một ớt thì ngon hơn mà. Người lại lắm. Nếu mà mấy bạn chứ thích làm những cái món vặt vặt như vậy nè thì hãy coi con mình á, là Tuấn Mập á, là nó hay làm được những món ngon lắm. Nó thiệt, mình không phải là tự tin đâu nhưng mà thật chất mình cũng là đầu bếp, nhưng mà mình những cái món vặt này mình lại không rành bằng nó. Mình chỉ là những món ví dụ như buôn bán ra thị trường lẩu cơm đồ này kia rồi đó, chứ mấy món ăn vặt này mình ít có đi khám phá rồi đó, mà mình cũng không có hoa tay không. Cho nên mấy bạn nếu mà cứ thích coi những cái món ăn vặt thì mấy bạn cứ review rồi coi hàng ngày, mai nó sẽ làm tốt. Nhìn cái tướng mình á, không biết mình hay ăn sao rồi. Cả nhà mình là một nhà xôi thịt nhỏ lớn, chịu như rồi. Thấy ở nhà mình á, nên có cái gì ăn được là tự làm ăn, có khi 2-3 giờ nó đó xuống đồ bánh trái nó hớ. Ăn miếng nó quen á. Theo mình á, mình ăn thì ăn được thôi chứ theo một cái thường ăn. Đó là cái này nó không dễ mà ai làm được hết. Là cái đợt đó là tại như dưới Sài Gòn nó xuất hiện mỗi phong trào bánh mì đúng nhớ, thì mọi người mới đổ xô đi làm. Nhưng mà dần dần thì nó những cái phong trào nó trở thành dĩ vãng á. Nên là em mình vừa vào những cái bánh mì nó đã từng ăn tặng thêm mất cái khẩu vị của nó nữa, nên là nó đã làm những bánh này nè. Quan trọng á là cái cách mình thêm nếm vào khi mình như thế nào cho nó phù hợp thì nó mới ngon. Còn nếu mà mình không biết pha chế thì cũng làm với ớt, nhưng mà có khi nó cay quá nó cũng ăn cũng không có, ăn nhiều người nó ăn cũng không được, mà nó mặn quá thì ăn nó cũng không ngon. Mấy bạn có mật ong ấy bỏ biển vô ngon nữa. Đúng rồi, ăn một chi cho rồi đủ rồi, ớt hơn. Mà bỏ ít đường, phải bỏ nhiều vừa ong rồi. Cho nên là nếu mà so với mình ăn như vậy là mình thấy vừa, mình thấy nó cũng không mặn không lạt mà nó cũng có bị cay cay cái kia. Có thể người mà không ăn cay được nhiều người ta cũng ăn được. Này thầy biến táo thằng nào nướng chung với trái cay cái thứ trong do các bạn thôi. Con nướng với trái cay được luôn hả? Nướng là được. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nếu như các bạn thích mẹ mình cũng như em mình thì hãy bình luận đi để cho mình sẽ mời hoặc là ép buộc mẹ mình và em mình góp mặt những video tiếp theo của mình nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Còn các bạn ở video khác nha, nên có gì.